Sáng ngày 24 tháng 8 năm 2019, nhằm ngày 24 tháng 7 năm Kỷ Hợi, chùa Từ Vân, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức khóa tu một ngày an lạc tặng quà cho bà con nghèo, cận nghèo tại địa phương. Sau giờ tập trung, toàn thể đạo tràng tụng kinh Bát Nhã và đi kinh hành vòng quanh chánh điện để bắt đầu một ngày tu tập mới. Khi toàn thể đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, đại chúng được lắng nghe pháp thoại của Thượng tọa Thích Phước Thắng, Phó ban Ban trị sự kiêm trưởng Ban giáo dục Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang giảng về làm việc thiện và đạo hiếu. Thượng tọa chia sẻ về việc từ thiện, bố thí không phải chỉ khi có nhiều tiền mới làm việc thiện được, mà có thể thông qua việc góp công, góp sức để làm việc thiện, tất cả những hành động đó đều được thành tựu như nhau cả. Về tri ân và báo hiếu, không cần phải trích dẫn thi từ, ca dao, tục ngữ, mà người Phật tử tại gia hãy dạy cho con cháu trong nhà bằng những hành động nhỏ, thiết thực, cụ thể trong đời sống hàng ngày như lo việc ăn uống, đi lại lúc cha mẹ còn khỏe mạnh và chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ của mình những khi ốm đau, bệnh tật. Thay mặt toàn thể đạo tràng, Đại Đức Thích Minh Thân, trưởng ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì chùa Từ Vân, trưởng ban tổ chức khóa tu, đã gửi lời tri ân những lời chỉ dạy của Thượng tọa giảng sư đến toàn thể đại chúng và hy vọng đại chúng thực hiện theo những lời dạy đó vào cuộc sống hàng ngày của mình. Cùng ngày, Thượng tọa Thích Phước Thắng, Đại Đức Thích Minh Thân và một số Phật tử, nhà hảo tâm cũng gửi đến bà con nghèo, cận nghèo tại địa phương 100 phần quà gồm 10 kg gạo, một thùng mì và 50.000 đồng tiền mặt, tổng giá trị khoảng 30 triệu đồng. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu trở về với người con Phật, trên cái tinh thần đó thì hôm nay thì trở về chùa, thì trước là để có một cái thời pháp để chia sẻ với quý Phật tử trong cái ngày chúng ta tu học một ngày an lạc. Đồng thời hôm nay thì cũng có Phật tử Nguyên Từ và điện thoại di động Hồng Ngọc, tức là con của thầy pháp Quân Nhung, pháp Tâm có chút quà gửi tặng cho bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương chúng ta. Thì xin thay mặt cho nhà chùa, thầy trước nhất cũng gửi lời tri ân cảm tạ đến Phật tử Nguyên Từ cũng như các chị em bạn ở chung trong cái tiệm neo, cũng như gia đình của điện thoại di động Hồng Ngọc. Chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc. Chúc cho bà con cô bác được nhiều sức khỏe để rồi làm ăn càng ngày càng được phát triển thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.